tương tự đoan tâm đương tự đoan thân nhĩ mục khẩu tỵ giai đương tự đoan phải tự đoan chánh thân ý của mình tai mắt mũi miệng đều phải đoan chánh đây chính là đại thiện tâm ngay ý thẳng đây chính là đứng đầu trong làm thiện chúng ta trước cần tâm ngay ý thẳng sau đó thân ngay thẳng bao gồm tai mắt mũi miệng Sáu căn Sáu căn là nghe thẳng ý căn trước Sau đó mới nghe thẳng Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân Chỗ giảng này Cho nên Gặp lúc nhàn rỗi Trước hết nên đoàn chánh thân tâm Lúc nhàn rỗi Sẽ suy nghĩ lung tung Sẽ bị cảnh giới quấy nhiễu Mắt Bị sắc quấy nhiễu Tai là âm thanh quấy nhiễu mũi bị mùi quấy nhiễu lưỡi bị gì quấy nhiễu thân ý không một thứ nào không bị quấy nhiễu quấy nhiễu thì không được ngay thẳng Chúng ta nói là lệch rồi Tà rồi Tôi đã nghe quyển sách nói này hơn 70 lần Càng nghe càng quan hệ Hy vọng các đồng học Dành ra một chút thời gian Xem nhiều hơn Nghe nhiều hơn Tôi tin rằng chư gì sẽ được pháp hỷ Tôi đã nghe quyển sách nói này hơn 70 lần Càng nghe càng quan hỷ Hy vọng các đồng học Dành ra một chút thời gian Xem nhiều hơn, nghe nhiều hơn Tôi tin rằng chư gì sẽ được pháp hỷ Do đó Bồ Tát Thiên Thân Đã lập một quá trình đơn giản cho chúng ta Ngày nay Lão cư sĩ Hà Liên Cư Đã đem Pháp ngũ niệm của Bồ Tát Thiên Thân Viết hành quyển thời khóa tụng đơn giản Gọi là tình tu tiệp yếu Cũng gọi là pháp môn ngũ niệm Viết được vô cùng hay Đối với người tu hành mà nói Thì quá thuận tiện rồi Đại khái chỉ cần nửa giờ Thì chứ gì đã làm xong thời khóa rồi hơn nữa Quá trình này Tuy rằng rất ngắn Nhưng công đức thù thắng không gì bằng Lão cư sĩ Hoàng Nghiêm Tổ có báo ân đàm Chính là Chú giải cho ngũ niệm Chú giải cho tình tu tiệp yếu Giảng được quá hay Chứ gì thật sự đọc thêm mấy lần Thì chứ gì không thể không tin Đối với Tây Phương tịnh độ Thậm chí Không thể không muốn đi Nhất định mong giảng sanh thế giới cực lạc Là quyển sách nhỏ Không gì thù thắng bằng để tiếp dẫn đại chúng đồng sanh cực lạc Xây dòng các đồng tu Không thể không xem quyển sách này Các đồng học Đã bỏ ra thời gian nhiều năm Viết phần giảng thuật Của niệm lão thành văn tự Tôi xem qua Cũng soạn thành sách nói Vô cùng thuận tiện Tôi đã nghe quyển sách nói này hơn 70 lần Càng nghe càng quan hệ Hy vọng các đồng học Dành ra một chút thời gian Xem nhiều hơn, nghe nhiều hơn Tôi tin rằng chư gì sẽ được pháp hỷ Vì thế, tình tu tiệp yếu báo ơn đàm của niệm lão Thật sự, không có thời gian làm thời khóa sáng tối Công việc quá bận rộn Không có thời gian để học tập quyển đại kinh này thì học tập một quyển đó rất tốt Chứ gì thật sự xem vào báo ân đàm rồi Thì xanh tâm quan hỷ Công đức không khác như niềm kinh vô lượng thọ Chứ gì chắc chắn sẽ phát tâm Cầu xanh tịnh đột buồn xuống thế giới ta bà vậy thì đúng rồi cho nên ngày đêm liên tục gọi là trú dạ tư duy chúng ta xem thêm câu thứ ba tiếp theo chí tâm quy y đây chính là phát nguyện chí tâm quy y trong chú giải nói chí tâm quy y đánh lễ cúng dường là môn lễ bãi thứ nhất luận ghi rằng Lễ bái thế nào Kết lại này thế nào Thân nghiệp lễ bái a à di đà như lai Ứng chánh biến tri Đây là đại biểu cho mười hiệu Bởi vì Ý mong sanh cõi nước kia Vì để làm gì Vì mong giảng sanh thế giới cực lạc Chúng ta lạy a di đà Phật Chính là cầu sanh tịnh độ Vì để sanh đến cõi nước ấy Ý là trong tâm đang mong muốn giảng sanh Và quy y Quy y chính là quy mạng Trong giảng sanh luận chú nói rằng Nên biết quy mạng tức là lễ bái Xong lễ bái chỉ là cung kính không cần quy mạng mà quy mạng cần phải lễ bái nếu suy theo đây thì quy mạng là quan trọng kinh này nói rằng quy y đảnh lễ lại là chí tâm chí tâm này ý nghĩa rất sâu còn gồm cả cúng dường càng rõ tinh thuần chân thành đây là tâm chân thành ở trên kinh có những câu rất hay về lễ bái năm loại ý nghĩa nói trong giảng sanh luận đều ở ngay trong một lại này thì viên mãn rồi do đó nói càng hiển rõ chân thành đến cảm động đoạn tiếp theo đây là về quả báo thật tu thì có quả báo thì nhân lâm chung bất kinh bất bố tâm bất điên đảo tức đắc giảng sanh bỉ phật quốc độ người đó lúc mạng sắp hết không kinh hoảng không sợ sệt tâm không điên đảo liền được giảng sanh cõi nước của đức phật ấy tương tự đoan tâm đương tự đoan thân Nghĩ mục khẩu tỳ, Giai đương tự đoan Phải tự đoan chánh thân ý của mình tai mắt, mũi miệng đều phải đoan chánh Đây chính là Đại thiện Tâm ngay ý thẳng đây chính là đứng đầu trong làm thiện chúng ta trước cần tâm ngay ý thẳng sau đó thân ngay thẳng bao gồm tai mắt mũi miệng sáu căn sáu căn là nghe thẳng ý căn trước sau đó mới nghe thẳng mắt tai mũi lưỡi thân chỗ giảng này Cho nên gặp lúc nhàn rỗi Trước hết nên đoàn chánh thân tâm Lúc nhàn rỗi sẽ suy nghĩ lung tung Sẽ bị cảnh giới quấy nhiễu Mắt Bị sắc quấy nhiễu Tai là âm thanh quấy nhiễu mũi bị mùi quấy nhiễu lưỡi bị gì quấy nhiễu thân ý không một thứ nào không bị quấy nhiễu quấy nhiễu thì không được ngay thẳng. Chúng ta nói là lệch rồi, tà rồi. Tuyệt dục là trong thời gian ấy đoạn dứt ái dục giữa nam và nữ. Khử ưu là buông xuống lo âu của thế gian. Đây là niệm lão chỉ dạy chúng ta ở đây về tuyệt dục vào lúc bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu phải có thể giác ngộ phải có thể buông xuống sự quấy nhiễu này dùng tuyệt dục bỏ đi lo lắng phiền nào buông xuống ái dục buông xuống lo âu từ tâm tinh tấn không nhiễm đối với pháp là tinh niệm niệm vui hướng tàu là tấn không nhiễm đối với pháp niệm niệm vui hướng tàu không những là không nhiễm đối với pháp thế gian mà cũng không nhiễm tới cả pháp xuất thế gian đây là tin không nhiễm đối với pháp với pháp thế gian và xuất thế đều không cầu Đây là tấn à, Tiếp dạ. theo nói Trong quyển thứ 8 của Hoa Nghiêm Đại Sớ nói rằng Luyện tâm nơi Pháp Gọi đó là tinh Tâm tinh chuyên cốt phải đạt đến Coi đó là tấn Tinh tâm dụ đạt Đại khái nói rằng Tinh là tinh nhất tâm ấy đối với Phật Pháp Giải thích vậy càng rõ ràng hơn Chính là Cổ Đức và chúng ta Thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Chính là ý nghĩa này Chúng ta phải truyền nhất tâm đó nơi Phật Pháp Phật Pháp chính là một bộ kinh này Chính là một Pháp này Tính, nguyện, trì danh Đại sư ngẫu Ích giảng bốn chữ này Nhất định được sanh tịnh độ Dùng tâm tinh chuyên này Chỉ vì gì... Đạt bổn là dụ Đạt là gì? Đạt là đạt đến Đạt đến gì? Quan trọng nhất của chúng ta Là đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Thân trận A-di-đà Phật ở thế giới cực lạc tâm tinh thuần của chúng ta hy vọng đạt đến đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật ở thế giới tây phương cực lạc rốt ráo viên mãn quả gì diệu giác phía trên đẳng giác đó là đạt bổn khử ưu chính là buông xuống việc lo âu của thế gian chúng ta thường nói buông xuống dạng duyên tại sao vậy bởi pháp thế gian này là giả không phải là thật. Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, những gì có tướng đều là hư vọng. Thậm chí, đối với Phật Pháp cũng buông xuống. Trên Kinh nói, Pháp còn nên xả, huống hộ chẳng phải Pháp. Pháp đó là Phật Pháp. Ta sẽ phải buông xuống Phật Pháp. Để dạy chơi gì, học một thứ thì được. Đừng học quá nhiều. Pháp Pháp bình đẳng không có cao thấp đã là tất cả pháp là bình đẳng không có cao thấp thì chúng ta phải buông xuống cao thấp tuyển chọn một môn là được một môn thù thắng không gì sánh bằng chính là tính nguyện trì danh cầu xanh định độ tại sao vậy bởi người người làm được. Mỗi người đều có thể thành tựu. Đó chính là pháp môn thù thắng nhất. Truyền cho chư vị pháp môn này rồi. Chư vị tu rất khó khăn, chư vị không làm được. Thì đời này chư vị không liều khỏi luân hồi. Không thể thành tựu định huệ đều không thể thành tựu đó chính là không khế cơ pháp môn này không thích hợp với sự tu của chư vị vậy thì pháp môn chúng ta học được tám mươi bốn pháp môn đều không đủ tư cách chỉ một môn này một môn này chính là a di đà -đạ phật đại từ đại bi đến độ chúng ta đến tiếp dẫn chúng ta đến thế giới cực lạc sinh đến thế giới cực lạc tự nhiên thì viên mãn rồi thì thành phật rồi do đó dạy chúng ta tuyệt dục khử ưu hai câu này là buông xuống hai câu tiếp theo là nhấc lên nhấc lên điều gì từ tâm tinh tấn từ là ban vui luôn phải giúp chúng sanh lìa khổ được vui muốn giúp chúng sanh lìa khổ được vui thì trước hết tự mình lìa khổ được vui chính mình không lìa khổ thì làm sao có thể giúp người khác chính mình không được vui làm sao có thể giúp người khác được vui được không? Được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ ba y một bát Giữa ngày ăn một bữa Mỗi đêm ở dưới một cây Đây là gì? Triệt để buồn xuống Nỗi lo âu của người thế gian chính là những thứ này Phật buông xuống hết toàn bộ bằng vui bằng cách nào giúp người khai ngộ khai ngộ liền vui đức phật thích ca môn đi nói nhiều pháp như vậy đều là giúp chúng sanh khai ngộ khai ngộ liền vui khai ngộ là gì đã liễu sanh tử biết rằng đời này chính mình nhất định ra khỏi sáu đường luân hồi vui mừng biết bao vui mừng thật sự đây không phải là vui giả